Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Tài tử Myanmar được bình chọn là người đẹp trai nhất khi đang ở trong tù. Nam tài tử người Miến Điện Payne Thakorn, 25 tuổi, vừa được bình T.C. Candler bình chọn là gương mặt điện ảnh đẹp nhất trong danh sách 100 người được bình chọn của năm 2021. Điều đáng nói là tổ chức này còn đặc biệt vinh danh Payne Thakorn về việc anh đứng lên đấu tranh cho nhân dân mình trước cuộc cướp chính quyền bằng bạo lực của quân đội tháng 4 năm 2021. Payne Thakorn đã bị quân đội bắt giam vì ảnh hưởng quá lớn của mình trong phong trào đòi dân chủ cho đất nước. T.C. Candler, một trang web phê bình phim nổi tiếng, nơi vẫn luôn tổ chức cuộc thi thường niên về danh sách để xếp hạng những gương mặt điện ảnh. Đây là một trong những nơi được người hâm mộ điện ảnh tìm kiếm hàng đầu thế giới kể từ năm 1990. Theo bình chọn tổng kết 2021 của T.C. Candler, hai gương mặt châu Á đang đứng đầu sự yêu thích của giới mộ điệu. Ca sĩ Thái Lan Lisa của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới theo danh sách 100 cái tên của nữ giới năm nay do T.C. Candler tổng hợp và công bố vào thứ Ba, ngày 28 tháng 12. Người mẫu Israel Jill Serpier, người đứng đầu danh sách năm ngoái, tuột xuống thứ 6, trong khi Lisa, 24 tuổi, người đứng thứ 2 năm ngoái, nay đã vượt lên đứng ở vị trí số 1. Trong danh sách gương mặt đẹp trai nhất, người chiến thắng năm ngoái, ngôi sao YouTube Felix Kajelberg cũng đã bị chốt ngôi. Người Thụy Điển, 32 tuổi, được biết đến với cái tên PewDiePie, tuột xuống thứ 9. Trong đó, người mẫu kiêm diễn viên người Myanmar Payne Thakorn vượt lên đứng đầu danh sách năm nay. Chàng trai 25 tuổi này đã gây xôn xao mạng xã hội hồi tháng 1 năm nay khi đăng ảnh cạo chọc đầu và mặc áo cà sa khi đón năm mới bằng cách đi tu trong 10 ngày. Payne Thakorn được thế giới biết đến qua các bộ phim mà anh tham gia như Bad Boy 2, The Clock, Red Wall, Midnight, Traveler and Time and Care. Chính quyền Myanmar cũng có danh sách 100 của mình, nhưng đó là tên của những người bị đưa vào danh sách tuyên truyền chống chế độ, âm mưu lật đổ chế độ hay lợi dụng quyền tự do dân chủ mà nam diễn viên Payne Thakorn đứng đầu danh sách này. Anh đã bị kết án và bị bỏ tù trong 3 năm. Tin này được nhóm pháp lý của diễn viên cho biết hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021. Payne Thakorn, 25 tuổi, ngôi sao điện ảnh và thời trang ở cả Myanmar và Thái Lan, đã tích cực tham gia các cuộc biểu tình quần chúng làm rung chuyển đất nước sau cuộc đợt quân đội cướp chính quyền hồi tháng 2. Chính quyền quân đội Myanmar đã tập hợp các hình ảnh của anh trong các cuộc biểu tình thông qua mạng xã hội, có hơn 1 triệu người theo dõi của anh ấy. Payne Thakorn bị bắt trong một cuộc đột kích rạng sáng tại nhà mẹ của anh ta ở Yangon vào tháng 4. Chị gái Payne đã kể lại chuyện này khi quân đội mở chiến dịch săn lùng 100 người nổi tiếng ủng hộ phong trào phản kháng. Payne Thakorn bị án 3 năm lao động khổ sai tại một tòa án ở Yangon. Người cố vấn pháp lý Kim Moin May nói với AFP, gia đình của Payne Thakorn đang cân nhắc chuyện có kháng cáo hay không. Nhiều người trong danh sách lùng bắt của quân đội Myanmar đã đào thoát hoặc vào chiến khu. Một trong những người đó, nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng Myanmar, cô Hattahatta Hattet, đã đăng một bức ảnh trên Facebook vào tháng 5 năm 2021, cho thấy cô mặc trang phục chiến đấu màu đen và mang một khẩu súng trường tấn công.
Hatta Hattet, người còn được biết đến như là huấn luyện viên thể dục dụng cụ, viết: đã đến lúc phải chiến đấu trở lại. Một trong những thứ được coi là chứng cứ để khép tội nam diễn viên Bain Takon mà tòa án đưa ra là status của anh trên Facebook. Họ có bị điên không? Người trúng cử là do người dân chọn. Đây là phản ứng tức thì Bain Takon trước cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 lật đổ chính phủ dân sự do cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi lãnh đạo. 2 tháng sau, người mẫu, ca sĩ và diễn viên 25 tuổi này bị bắt trong chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình phản đối quy định của quân đội chính phủ, và cuối cùng anh bị kết án 3 năm tù lao động khổ sai. Giống như nhiều nhân vật nổi tiếng khác, nhận thức được âm mưu của những kẻ cầm quyền độc tài đang lũng đoạn đất nước, Bain Takon sử dụng quyền lực ngôi sao của mình để kích động sự phản đối cuộc đảo chính, thường xuyên đăng tải những lời lên án trực tuyến cho đến khi chính quyền bắt đầu hạ bệ những nhà phê bình nổi tiếng như vậy. Nam diễn viên đến từ vùng Thanin Terzi ở miền Nam Myanmar, Pain thường giới thiệu thân hình cân đối và thu hút của mình được xăm nghệ thuật và mái tóc dài quyến rũ, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của phụ nữ châu Á. Tình yêu của anh đối với động vật, bao gồm cả mèo và chó mà anh ấy thường được chụp cùng, đã cộng thêm vào sự hấp dẫn. Năm 2019, Pain được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch của Myanmar tại Thái Lan. Ân cần với ta.
Sao không vào tiệc tây?